Bonsai TV hiện nay đang có mặt tại phòng thâu của bà Phùng Tự Châu. Xin bà Phùng Tự Châu có thể cho biết ý kiến như thế nào đối với lại chuyến đi vừa qua của các nhà báo từ Bonsai về Việt Nam? Phải nói ngay rằng là tôi rất thán phục về cái việc làm của các anh em Việt Quickly, phố Bonsai TV và KBC Hải Ngoại. Vì vậy, ngày hôm nay tôi mới mời các anh em tới nhà tôi cũng như tới Đài Phát Thanh Tiếng Quê Hương để chúng ta ăn mừng cái chuyến đi thành công của quý vị. Bởi vì quý vị đã can đảm đối đầu với những kẻ mà không cho quý vị ra đi. Đó là cái mà chúng tôi muốn gửi đến một ký hiệu tới những người như là Phan Kỳ Nhơn, như Nguyễn Xuân Nghĩa, là họ không có quyền gì đối với chúng ta, đối với luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta thi hành theo điều tu chú án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ, chúng ta có quyền làm và họ không có quyền cấm đoán chúng ta. Tôi vui mừng vì vậy ngày hôm nay quý vị, tôi đã mời quý vị tới nhà tôi để dự một bữa tiệc coi là liên hoan về sự thành công của quý vị, và chúng ta sẵn sàng để đối đầu với nhóm Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Kỳ Nhơn và tất cả những người khác. Trong chuyến đi vừa qua thì tại trụ sở của đài VOV, đài tiếng nói Việt Nam, thì chúng tôi có tiếp xúc và nghe một người ở trong đài VOV là ông Hoàng Hướng nói chuyện. Thì trong cuộc nói chuyện, ông Hoàng Hướng có nhắc tới tên bà là Phùng Tự Châu như là một người cộng tác viên của chương trình VOV đó ở vùng Orange County. Bà có thể cho biết vai trò của bà trong cái việc đó như thế nào? Thật sự á, thì nhiều khi tôi thấy cái tin tức gì mà ở hải ngoại hay thì tôi cũng gọi về đài VOV và tôi hỏi rằng là có muốn lấy tin này không, thì tôi sẽ viết, tôi email, tôi gửi cho họ. Trong khi ông Hoàng Hướng có nói tên bà như vậy thì chúng tôi cũng có đặt một câu hỏi là một phóng viên ở bên Mỹ, ở Orange County làm như vậy đó, thì làm sao để ông Hoàng Hướng cũng như là đài VOV kiểm chứng những tin tức của các cộng tác viên, thí dụ như là bà gửi về Việt Nam, thì theo bà thì cách kiểm chứng tin tức như thế nào ở Việt Nam? Tại vì dù muốn dù không, mỗi người phóng viên, mỗi người cộng tác viên đều có cái phần chủ quan khi mà đưa tin. Thưa anh, thật sự ra đó, chúng tôi làm việc với cái tinh thần quyết định tự chủ. Với nhà nước Việt Nam cũng biết rằng tôi rất tôn trọng nhà nước Việt Nam, tôi rất có tinh thần đối với trong việc xây dựng đất nước Việt Nam. Cho nên khi mà tôi đưa ra những tin gì, nhà nước Việt Nam tin tưởng rằng đó là tin xảy ra có sự thật. Tôi không muốn xây dựng chuyện để làm xấu vấn đề truyền thông của nhà nước Việt Nam. Tôi đem những tin tức thật sự tới để cống hiến tới bà con ở trong nước. Bây giờ đi qua một cái chủ đề khác là mấy hôm nay chúng tôi đã có phỏng vấn một số người liên quan tới một cái thông báo mới đây của ủy ban là ủy ban chống cộng sản và tay sai. Thông báo được ký bởi ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như một số vị khác. Thì thông báo cho biết là vào ngày thứ bảy tới đây, là ngày 29 tháng 10, thứ bảy tới đây sẽ có một cuộc tập hợp và biểu tình phản đối tờ báo Việt Weekly với một số cái nguyên nhân liên quan tới việc tuần báo này có tiếp xúc phỏng vấn một số viên chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam, có lẽ cũng phần nào có cái sự liên quan tới chuyến đi vừa qua của một số nhà báo ở Bonsai như vậy. Bà có thể cho ý kiến của bà về liên quan tới cái thông báo biểu tình này? Thật, tôi nhận được cái thông báo biểu tình là do những thân hữu của tôi email cho tôi, và sau đó tôi kiểm chứng lại bằng Nguyễn Phương Hùng, tôi gọi thì Nguyễn Phương Hùng bảo rằng có cái chuyện đó. Và rồi thì tôi mở cái email đó ra thì tôi thấy cái mà email của Phan Kỳ Nhơn, tôi tức và tôi buồn. Tôi cũng email thẳng cho Phan Kỳ Nhơn và tôi nói với một cái giọng mà xin lỗi với tin giả, một giọng là của người đàn bà đáo để đó nha, đàn bà mà tôi gọi là tao. Tao sẽ có mặt ở buổi biểu tình để đối đầu với chúng mày. Chúng mày đã thất bại trong vấn đề mà đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Tao hỏi thử chúng mày, cái vấn đề CPC của chúng mày Hoa Kỳ đâu có nghe theo. Cho nên đối với chúng ta cũng như đối với những nhà báo hải ngoại mà đã đi về Việt Nam, họ làm theo đúng tu chính án 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Các người không có quyền đụng chạm tới những người đó. Thì tôi chờ đợi Phan Kỳ Nhơn trả lời tôi, nhưng Phan Kỳ Nhơn không dám trả lời. Tôi báo cho Phan Kỳ Trương Đức là tao
xin lỗi quý thính giả phải dùng cái câu đó, tao sẽ có mặt ở buổi biểu tình để tôi xem họ đối đầu với nhóm nhà báo các anh như thế nào. Bởi vì tôi cũng đã từng viết bài trong Việt Weekly và họ cũng viết cái hai danh từ tức là Việt gian. Tôi không chấp nhận cái chuyện đó. Và kính thưa quý thính giả, cái Việt gian là ở đâu ra? Việt gian đó là họ ăn cắp danh từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian mà Việt Minh nổi dậy để chống lại sự đàn áp của thực dân Pháp, thì tất cả những người con dân Việt Nam ở miền Bắc mà đi theo Tây đó, thì phong trào Việt Minh cho những người đó tên là Việt gian. Và bây giờ chính những kẻ chống cộng lại bắt chiếc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái đó mới là cái buồn cười và cái đó khôi hài. Bà có nói là bà tức và buồn cho nên bà mới email cho ông Phan Kỳ Nhân. Vâng, vâng, đúng vậy. Và bà nói, bà cho biết rằng là ông Phan Kỳ Nhân tổ chức biểu tình như vậy là vi phạm vào cái... Vi phạm tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Bởi vì khi mà quý vị làm báo chí, quý vị có quyền đi phỏng vấn bất cứ người nào. Ngay khi cả bây giờ Chủ tịch Nhà nước Việt Nam sang đây, chúng ta có quyền tới gặp và xin được phỏng vấn ông Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Nhưng nói về quyền thì... nhà báo có quyền có tu chí lớn nhất để mà là làm cái công việc báo chí. Ngược lại, những người không họ có quyền đồng ý đi biểu tình. Lại, đúng rồi. Những cái xu hướng báo chí như vậy họ cũng có cái quyền. Họ cũng có quyền biểu tình, nhưng mà có một thứ quyền mà không có quyền đó, tức là họ vi phạm vào sự buôn bán của Việt Báo Weekly. Trong cái bản thông cáo đó họ yêu cầu nghĩa là đừng mua báo Việt Weekly, yêu cầu không bán báo Việt Weekly, yêu cầu không gửi tiền về Việt Nam. Cái đó là sự vi phạm vào luật lệ buôn bán của những tư nhân, của những công dân Hoa Kỳ. Phải chăng là khi họ những người mà ra thông báo họ kêu gọi không mua báo, không quảng cáo báo Việt Ly vẫn là nằm trong cái quyền của họ, còn cái chuyện mà cơ sở thương mại. Anh nói như vậy sai, xin lỗi. Bởi vì trong cái luật pháp đó, tu chí án số 1 đó, biểu tình peacefully, trong yên lặng, trong thầm lặng, cứ việc giơ tay biểu tình thôi, chứ không có quyền kêu gọi là không mua báo Việt Ly, không bán báo Việt Ly. Đó là tại sao họ muốn phá hoại cơ sở thương mại của các anh em trong Việt Ly. Vấn đề quyền như thế nào thì có lẽ mỗi bên cũng phải có cái sự tham khảo về phía luật pháp của chính đúng mình. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ra thì bà nói là có gửi cho ông Phan Kỳ Nhân với lời lẽ rất là mạnh mẽ như đánh vậy. Đánh thép mạnh mẽ và tôi xưng tôi là tao. Tao sẽ có mặt ở buổi cho tới nay tình. Bà đã nhận được một cái phản hồi gì phía ông Căn? Tôi chưa thấy ai trả lời cho tôi cả. Bà dự định là bà sẽ xuất hiện vào cái buổi biểu tình ngày hôm đó. Ngay cái buổi biểu tình vào hôm đó. Và nếu mà họ buổi tình Việt Weekly 30 ngày thì tôi cũng sẽ có mặt 31 ngày. Trong vai trò như thế nào? Tôi là một người công dân Hoa Kỳ và tôi cũng đã đi làm cái việc thông tin truyền thông. Tôi cũng đã từng đi về Việt Nam và tôi cũng đã làm những cái việc còn mạnh bạo hơn Việt Weekly các anh em. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao họ không dám đụng tới tôi. Ý tại vì muốn hỏi là bà sẽ có mặt trong cái vai trò như thế nào, là người quan sát hay là người phản biểu tình hay là tôi trong vai trò là người phản biểu tình, đúng không? Và bởi vì tôi cũng đã từng gửi những bài viết trên tờ báo Việt Weekly, giờ họ nói chung là những tay Việt gian, thì tôi nghĩ rằng họ không dám đụng đến cá nhân Phùng Tiểu Châu là Việt gian. Nhưng mà tôi biết bởi vì tôi đã đi về Việt Nam, tôi đã dự hội nghị Việt Kiều ở Việt Nam, đương nhiên họ cũng gán nét cho tôi là Việt gian luôn. Thì bây giờ Việt gian Phùng Tuệ Châu sẽ trả lời cho luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, là tôi cho Phan Kỳ Nhơn và ngay cả bác sĩ Võ Đình Hữu. Tôi cũng sẽ trả lời bác sĩ Võ Đình Hữu rằng chúng tôi không phải là người Việt gian, chúng tôi là những người công dân Hoa Kỳ, chúng tôi theo tu chính án số 1 của Hoa Kỳ để làm việc những cái gì mà chúng tôi muốn, mà chúng tôi theo đuổi theo đúng hiến pháp Hoa Kỳ. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thấy cuộc biểu tình thì cũng có nhiều, tuy nhiên vấn đề phản biểu tình thì cũng chưa phổ biến lắm. Bà có một cái dự đoán là những chuyện gì sẽ xảy ra trong cái cuộc biểu tình và phản biểu tình vào thứ bảy tuần này? Cái câu hỏi đó thì là hơi trả lời hơi sớm, mà mình chưa biết là cái phía đối phương họ hành động như thế nào, đúng không? Và đó là một cái nơi mà Việt Weekly là nơi mà buôn bán làm ăn của những người Hoa Kỳ, cho nên họ nếu mà họ ồn ào thì bắt buộc những người dân đó họ phải gọi cảnh sát tới. Và tôi cũng đã dự trù, tôi báo cáo với là cảnh sát Garden Grove là tôi là một người di dân sống ở Việt Nam, là một quốc tịch Hoa Kỳ rồi, và sẽ có một cuộc biểu tình chống những người dân ở City Garden Grove và yêu cầu cảnh sát Garden Grove bảo vệ những người dân vô tội đó. Về phía bên kia thì bà nói cũng trả lời quá sớm, nhưng về phía chính bà thì bà tính sẽ có những cái chương trình như thế nào trong cái cuộc phản biểu tình của bà?
trong cái cuộc phản biểu tình thì tôi có một cái bảng của cá nhân tôi là đã từng tôi chống đối làn sóng phát thanh AM 1190 rồi, thì bây giờ cái bảng đó tôi cũng sẽ dựng trước đối đầu với họ để tôi muốn hỏi Tổng thống Hoa Kỳ rằng chỗ nào tôi có thể nói lên cái tu chính án số 1 của Hoa Kỳ, cái quyền tự do ngôn luận của tôi. Ngoài cá nhân của bà ra, bà có những người nào đứng chung trong cái cuộc phản biểu tình lần này hay không? Những người nào đứng chung với tôi thì có lẽ là một người Hoa Kỳ. Ông ta là cố vấn cho tôi, ông ta là người đã hỗ trợ tôi về vấn đề tài chính. Thì ông ta cũng đã bàn luận với tôi, ông ta bảo rằng những người biểu tình như vậy là họ có quyền, nhưng mà mình cũng có quyền chống đối lại. Bởi vì mình cũng nói lên cho họ biết rằng tôi cũng có quyền tự do ngôn luận, tôi có quyền làm báo để trả lời cho họ biết. Bởi vì cái sứ Hoa Kỳ này không phải là sứ của Phan Kỳ Nhơn, anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Sứ này Hoa Kỳ là của tu chính án số 1 Hoa Kỳ. Trước đây con trong một cuộc nói chuyện với bà thì trong dự định phản đối tòa đại sứ Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vâng, bà đã có cái ý định là bà sẽ mang cái lá cờ đỏ sao vàng vào tòa đại sứ Trung Quốc. Ý định mang cái lá cờ đỏ sao vàng kỳ này nó có không? Không, bởi vì trong cái đám biểu tình này thì tôi không mang cái lá cờ đỏ sao vàng, bởi vì cái đó thì nó sẽ vô nghĩa. Nhưng mà tôi muốn đến tòa tổng lãnh sự Trung Quốc, tôi báo cho họ rằng là tôi là một người sanh đẻ Việt Nam, tôi là một công dân Việt Nam, tôi rất đau lòng nếu mà quý vị xâm phạm đến tổ quốc chúng tôi. Và tôi đã sửa soạn rồi, tôi sẽ mặc một cái áo dài màu đỏ và có cái ngôi sao vàng trong đó. Tôi đã viết xong một cái lá thơ cho ông tổng lãnh sự xong xuôi rồi. Tôi chỉ cần tôi có một cái áo dài là tôi sẽ đến tiếp xúc với họ. Là đương nhiên mình đến tiếp xúc với họ không phải và theo cái kiểu như Phan Kỳ Nhơn hay là Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng là một người đàn bà Việt Nam lịch sự mà áo dài và nói với họ theo cái ngôn ngữ của một chính trị gia. Trong cuộc biểu tình này, bà dự định là sẽ có sự to tiếng giữa hai bên, hay là nếu mà có cái cơ hội để mà bà và những người biểu tình phía bên, có lẽ là phía bên kia đường, đối thoại với nhau một cách hòa bình, trong hòa bình, bà có cái đó là cái hay nhất. Tôi cái đó là tôi cũng đã mong muốn, bởi vì hai số báo, ba số báo trước tôi cũng đã đề nghị trên Việt Weekly là đối thoại với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, bởi vì luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mới là có thể đủ đối đáp với tôi và tôi mới đủ đối đáp với người có tư cách. Chứ còn Phan Kỳ Nhơn chỉ là một quân cảnh tư pháp dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân cảnh tư pháp đối với tôi không có nghĩa gì hết. Cho nên Phan Kỳ Nhơn không đủ trình độ để đối thoại với luật sư Phùng Tuệ Châu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa cũng không trả lời tôi. Tuy nhiên bây giờ nếu mà việc biểu tình xảy ra, họ sẵn sàng, họ mời mình, mời các anh em cho việc cách ly trong một cái cuộc đối thoại êm thắm, thì chúng ta cũng sẵn sàng thôi. Chúng ta không muốn để cho người Hoa Kỳ nhìn chúng ta bằng con người cực đoan. Trước khi đóng lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, bà có gì bổ sung? Tôi cũng mượn Phố Ban Sa TV để nói với bác sĩ Võ Đình Hữu, bởi vì tôi thấy tên bác sĩ Võ Đình Hữu trong cái kêu gọi đi biểu tình. Tôi muốn nói với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi nói với Phan Kỳ Nhơn, tôi muốn nói với cựu luật sư Trần Sơn Hà, tôi muốn nói với bà Thanh Hiền rằng chúng ta là những người Việt Nam. Chúng ta nên đối xử với nhau theo văn hóa truyền thống của Việt Nam, chứ đừng đem dọa dẫm chúng tôi. Chúng tôi không sợ bất cứ một người nào hết, chúng tôi chỉ sợ luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Và luật pháp Hoa Kỳ đã cho chúng ta cái quyền ngôn luận, quyền báo chí, thì chúng tôi thực hiện. Quý người đừng có đem du đãng du côn đối với chúng tôi. Nếu mà du đãng du côn thì tôi cũng du đãng du côn đối lại với họ luôn. Trong trường hợp mà các anh làm việc quyết liệt không làm phiền tôi, nếu mà họ chửi tôi hả, cho phép tôi cũng sẽ tôi chửi họ lại. Họ tử tế, mình tử tế. Mình đi với bột, mình mặc áo cà sa. Mà mình đi với ma thì mình lại mặc áo giấy. Thế thôi.